Xin chào các bác, hôm nay bên em lại hoàn thiện một mã cửa tự động mã cao cấp nhất Cayman, chính hãng Ador Liên bang Nga dành cho xe Iveco đây ạ. Xe Iveco rất là mới của bác chủ đến từ Phú Thọ. Đây. Cayman thì các bác xem kỹ này. Đây là động cơ cao cấp nhất của hãng Ador dành cho các xe minibus 16 chỗ. Tốc độ đóng mở cửa của Cayman là 3 đến 5 giây. Đây ạ. Khi mà hoạt động thì sẽ có một cái đèn này chiếu sáng ở trong cabin. Đấy, các bác thấy không? Khi mà đóng vào ấy thì Cayman là mã duy nhất mà có cái motor hít, hít rất là nhẹ vào như thế này nên rất là êm ạ. Để em test lại. Cửa đóng mở rất là êm nhẹ. Nguồn lực đóng mở của Cayman là 1.200.000 chu kỳ đóng mở, tương đương với 7 năm hoạt động liên tuyến mà không cần phải bảo dưỡng động cơ. Đây ạ, rất là sắc nét, đồng bộ mọi chi tiết. Phía trên khoang lái cũng có một cái nút ấn màu đỏ như kia, các bác tài dễ dàng sử dụng. Đấy, cái này sau khi lắp xong thì các bác hoàn toàn có thể mở tay bình thường bằng việc là một tay trái mình sẽ kéo cái tay mở cửa bên trong và tay phải là mình sẽ đặt lên cái động cơ, kéo nhẹ về phía trước là được thôi ạ. Toàn bộ cửa Nga thì bên em đều có trang bị là chống kẹt đa điểm thông minh ở trên toàn bộ cánh cửa. Đấy, sẽ sử dụng xung lực đa điểm nên là gặp vật cản sẽ tự động đảo chiều và đóng lại. Đảo chiều và đẩy lại phía sau. Đây là phía bên ngoài cửa. Rất là nhẹ nhàng và êm ạ. Các bác liên hệ lắp đặt alo với bên em nhé, bên Lambo Auto ạ.